Đến trường rồi, em xuống xe đi. Vâng ạ. Anh bảo này, anh có nắm cơm nắm này, em ăn sáng nhá, chả đói nhá. Vâng ạ. Ui giời, mỗi người một xịn xử, tiếc lại cả tài là thế, nhưng ít cả tài đổ cho thế. À, hai em ơi, xe anh nó bị bục bô nên là nó hơi to, hai em thông cảm nhá. Rồi, bục bô để xe ở nhà đi, đi tiếc hết cả tài. Các cậu ơi, để tối về anh tớ hàn không? Anh tớ mới bị bục bô sáng nay các cậu ạ. Thôi được rồi, mai bục hàn tớ có đi đến đây nhá. Đúng rồi. Rồi đợi đây giờ. Cái ông đại có cái quần xe 2 triệu là cố lên đi xe tế. 2 triệu đây cho lần. Gần 8 triệu rồi. Đây này, đồ ăn bây giờ lại còn quay đi này. Để lâu nha. Đây là kê phết. Ôi giời ơi, làm có ông đi xe bục bô đấy. Bục bô ấy, thế là thế là nào tôi sẽ ghét nhất của loại xe bục bô. Tôi nói ông ấy, đã bục bô, anh có đặt cưng nắm không ạ? Ủa, ý là bục bô này à? Ô, Vinh, đi vào học đi chả muộn. Vâng. Vào đi nhá. Nghe em, vào lớp đi, người ta về đi ăn bô. Hàng rốt số 1, số 9 vào nhá. Ôi, chanh chanh à? Chanh này nhân gì?
Ôi anh em trời ơi ca. Đây vẫn còn. Em nói em mày. Đấy bây giờ tôi rút tiền rồi, ai cho đây? Để tớ cho nha. Ừ, cho. Vào đây. Ôi, cái gì đây? Ui, cái gì đây? Tuổi. Ui. Bao nhiêu lần này? Anh em ơi, tôi tuổi tranh ơi. Cái này sẵn hơn được. Ôi, tuổi em bịp. Chán quá. Anh em chơi nào ạ? Ui, có tiền không phải chơi. Tiền không qua đây. 221.000 á. Chơi em chỉ còn lại mấy quả chanh ớt này thôi. À đúng rồi. Lúc em có tiền thì các bạn đến chơi. Còn lúc em không có tiền thì các bạn lại bỏ đi không chơi cùng em nữa. Những người bạn của em hiện tại ấy, toàn những người nhà giàu thôi. Không muốn chơi cùng anh em mình nhà nghèo đâu. Thế là tốt nhất ấy, em học hành rất giỏi vào. Sau này ấy, em sẽ tìm được nhiều bạn tốt hơn bây giờ. Thôi, anh em mình đi về đi. Vâng ạ.